Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Nay shop Lưu Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là có về một số sản phẩm đồ gỗ. Hôm nay thì shop chỉ giới thiệu là cái tủ giá rẻ cho quý cô chú tham khảo nha. Tủ ly giá rẻ, chất liệu là cẩm lai và hương. Xin mời quý cô chú tham khảo tổng thể của cái tủ ly ngày hôm nay. Dạ xin mời. Xin mời quý cô chú vô. Đầu tiên ngày hôm nay shop giới thiệu là đây là tổng thể của cái tủ ly. Quý cô chú nhìn từ xa, đây là tổng thể nha quý cô chú nha. Tổng thể của tủ ly. Chất liệu là cẩm lai, hai cái hộc cẩm lai, tay là zin luôn, dạ tay bông zin, và những cái xương và cái đố hai bên đây cẩm lai nha quý cô chú nha. Đầu tiên là shop sẽ giới thiệu cái dàn dìm cao nhất của cái tủ. Dạ đây là dàn dìm, dìm phía trên nha quý cô chú nha, nó có đường chỉ, có đường chỉ chạy đây. Đây là đường dìm ở trên, chạy ba mặt nha quý cô chú nha, ba mặt, nó có ba mặt. Đầu tiên shop giới thiệu cái đố bên phải, một cây cẩm lai nha quý cô chú nha, bo tròn. Một cái cây này có độ ngang là 5 phân nha quý cô chú nha, tổng thể độ dày là 3 phân ha. Cái đố bo tròn cẩm lai bên phải từ ngoài nhìn vào. Đấu đặt nha quý cô chú nha. Cái đấu đặt. Tiếp theo phía dưới cái đố là nó có hai cái hộc hai bên. Cái hộc bên phải thì nó có cái chìa khóa. Nha quý cô chú nha. Có chìa khóa mở ra mở vô. Còn bên đây. Còn bên đây là cánh không ổ khóa nha quý cô chú nha. Cẩm lai nguyên tấm. Cẩm lai nguyên tấm nó có độ cao là 24 và 42. Cao 24 và 42 một tấm cẩm nha, hai bên. Hai bên nha quý cô chú nha. Rồi. Cái gì dàn dìm thì cũng ba mặt luôn giống như ở trên nha quý cô chú nha. Dàn dìm ba mặt ở trên. Giống nhau. Tiếp theo là cái đố bên trái. Cái cẩm này rất là đẹp của chú. Cẩm rất là nét nha. Cái cẩm lai rất là đặc. Đố cẩm lai bo tròn. Tủ này nó có được 3 ngăn nha quý chú nha. Quý chú thấy 3 ngăn nha. 1 ngăn, 2 ngăn và 3 ngăn. Đựng đồ rất là nhiều. Và phía dưới thì có hai cánh nha. Tủ này shop bán cũng giá hữu nghị cho quý cô chú tham khảo. Dạ. Tủ cái này cũng mấy chục năm nha quý chú nha, nhưng còn tốt nha. Tiếp theo, tổng thể cái dàn hông bên trái luôn. Một tấm hương nha quý cô chú nha, một tấm hương. Dạ. Ngày tiếp theo là shop giới thiệu bên phải nha. Hồi nãy giới thiệu một tổng thể cái hông bên trái, bây giờ tới hông bên phải. Quý cô chú nào chưa đăng ký kênh thì giúp dùm shop một cái đăng ký để shop có động lực đi khắp nơi, để shop có động lực đi khắp nơi để quay những cái món hàng độc lạ gì cho quý cô chú xem nha. Dạ rất mong quý cô chú đăng ký cho shop. Dạ xin cảm ơn. Còn sau đây là tổng thể của phía sau nha quý chú nha. Cái này mặt sau chân gỗ, mặt sau của cái tủ ly. Cái này nhỏ gọn nha. Shop xin nhắc lại đây là tổng thể của cái tủ ly. Phía trước thì hai cánh hai bên là cẩm lai ha quý cô chú nha. Và những khung xương cẩm lai
và hai cái đố hai bên Cẩm Lai. Chân thì chân gỗ, còn dàn chỉ á, dàn chỉ chạy trên chạy dưới ba mặt nha quý cô chú nha. Đây làm điểm nhấn á, phía dưới và phía trên nó chạy dìm ba mặt nha quý cô chú nha. Đấy, chạy xung quanh ba mặt. Gồm có ba ngăn nha quý cô chú nha. Cái này về chứ quý cô chú chỉ sử dụng thôi. Cái này đã gắn kiến rồi, sạch sẽ rồi, nhưng mà shop chỉ mới xả mộc nha quý cô chú nha. Cái này xả shop mới xả mộc ra theo tình trạng như vậy. Còn quý cô chú có cần sơn thì báo lại shop nha, shop bán theo hiện trạng như vậy. Tại vì thấy cái nước Cẩm Lai nó còn đẹp nên shop quay cho tôi. Quý cô chú chị em và quý đồng nghiệp có cần mua bán trao đổi thì cứ đến xem hàng trực tiếp tại shop. Shop có thể đến trực tiếp tại nhà của quý cô chú để mình trao đổi với nhau những món hàng xưa. Chứ đồ gỗ mà quý cô chú để trong kho lâu ngày sẽ không tốt cho đồ gỗ nha quý cô chú nha. Dạ, đồ nào mình không cần sử dụng đến á thì cứ trao đổi với shop. Sau đây shop xin đo nha quý cô chú nha. 1 mét, cái tủ này 1 mét nha quý cô chú nha. Quý cô chú cứ đo lại cái nhà mình đi. Tại shop cũng có 70 80, 1 mét và 1m2 nha quý cô chú nha. Cái này là 1 mét, tủ 1 mét, cao 160 và độ sâu vô tủ là 41 nha. Chiều sâu vô có 41 thôi. Tủ 1 mét. Shop xin báo giá. Dạ sau đây shop xin báo giá cái tủ ly chất liệu là Cẩm Lai và hương. Shop xin bán theo hiện trạng như vậy và không bao ship cho quý cô chú nha, 3,9 triệu nha. Cho sáng 3,9 triệu như thế này thôi. Dạ. Dạ cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và bình an. Quý cô chú với quý đồng nghiệp chưa đăng ký kênh, nhấn giúp dùm shop một cái đăng ký. Dạ xin cảm ơn.